hôm nọ đọc được bài post trên hội nhóm là đi ăn theo review top top và cái kết phí một. Ấy vậy mà quán này người Tàu, người Nhật, người Hàn lại đến ăn rất đông. Chính xác thì nó là quán sủi cảo đệ nhất Đông Bắc. Một món ăn ngon hay dở 50% nằm ở khẩu vị của bạn và bạn có biết ăn hay không. Mà nhất là đi ăn đồ ngoại quốc, ngon hay dở thì cũng không phải do người review đi nấu. Nếu món ăn đấy các bạn cảm thấy không ngon thật thì nó cũng phải bắt nguồn từ nhà hàng và người nấu. Quán thì tên là sủi cảo đệ nhất nhưng mình thấy sủi cảo ở đây thì không phải là nhất. Bánh thì bé bé, vỏ dày nhân ít, được cái nhân bên trong thịt hẹ thơm đậm đà. Mọi người thường hay lầm tưởng mì tương đen và thịt chiên sốt chua ngọt là của Hàn Quốc, nhưng mà không, nguồn gốc của nó lại là từ Trung Quốc đấy nhá. Thịt ở đây thì được chiên qua lớp bột có độ dẻo và mềm. Sốt chua ngọt ở đây thì có độ sánh, sệt và màu cam tươi bắt mắt. Nhưng với cá nhân và khẩu vị của mình thì sốt ngày hôm nay bị chua gắt. Và món đậu phụ tứ xuyên ở đây gây tranh cãi nhiều. Khi mà chủ Tuts nói đậu phụ ở đây nhạt thách và lờ lợ. Nhưng mà mình phải công nhận nhá, khi mà ăn vào vị đậu nhạt ra vị đậu mà vị sốt ra vị sốt nó không hòa quyện với nhau ấy. Món Tàu, món Trung đặc biệt là rất nhiều dầu mỡ nên phải ăn với cơm. Thật sự thì đậu phụ tứ xuyên ở đây thì mình thấy không gia vị cho lắm. Mình chỉ cảm nhận được cái vị dầu ớt nhiều và cay tê tê thôi, thế nên mình vẫn phải dưới nước tương vào. Mì bó cay ở đây ngoài phần nước quá nhiều dầu mỡ ra thì cái gì mình cũng thấy ngon. Một bát mì trông rất là nóng hổi, thịt xếp đầy đặn, sợi mì to, dài, dai, mềm mướt. Thịt bò cũng rất là mềm, đáng thử lắm luôn các bạn ạ. Nói chung thì ẩm thực Trung Hoa cũng khá kén người ăn. Hương vị món ăn của quán là chuẩn vùng Đông Bắc. Nên nếu ai có bình luận là không giống hương vị mà mình ăn thì phải nhớ kỹ lại xem món các bạn ăn là thuộc vùng nào Trung Quốc nhá.